Vâng, luật sư Đỗ Phổ Việt Thắng xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN. Đây là chương trình bình luận tin tức hàng tuần của SBTN. Luật sư Đỗ Phổ Việt Thắng xin kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Chào anh Trường Thắng. Dạ vâng, xin chào anh Phổ. Ngày hôm nay Trường Thắng xin được bàn với anh Phổ và quý khán giả về cái vấn đề lao động ở bên Việt Nam. Phải nói là ở dưới chế độ Cộng sản Việt Nam nó có nhiều cái kịch lý về vấn đề lao động của Việt Nam. Chúng ta thấy rất rõ, chẳng hạn như là cái tình trạng mới đây đó, thì ở trong nước báo Lề Phải trong nước đã đăng một cái bản tin rằng là hiện tại đó là ở tại Đà Nẵng có xây một cái khách sạn tên là Marriott Hotel, mà cái Marriott này là chủ đầu tư đó là người Trung Cộng, và họ và phía bên sở Thương binh và Lao động Cộng sản Việt Nam thì mới đưa ra một cái thông cáo đi mướn lao động, mà phải biết nói tiếng Hoa nhá, phải biết nói tiếng Hoa để xây cái khách sạn này. Thì ngay cả khi bị phản đối đó, thì ngay cả ông bí thư của thành phố Đà Nẵng, ông cũng không hề biết rằng là có cái sự kiện là sở Thương binh Lao động đi mướn người Trung Quốc, công nhân Trung Quốc từ ở Trung Quốc về, từ Trung Cộng về để mà làm công nhân cho xây dựng cái khách sạn này. Trong khi đó thì những người lao động và công nhân Việt Nam thì không hề được đếm xỉa tới và mướn để mà thay thế. Trên nguyên tắc đó, khi mà anh có một cái cơ sở thương mại thì anh phải sử dụng công nhân lao động ngay tại địa phương trước. Đúng. Và anh xài, chuyện đầu tiên là anh qua một cái nước nào đó anh đầu tư. Dạ. Yeah. Thì chuyện đầu tiên là anh mang lại cái kinh tế của nước đó bằng cách là anh tạo công ăn việc làm cho người dân ở tại cái địa phương đó. Vâng. Nhất là những tầng lớp lao động. Tôi không nói là nếu mà họ đăng ra đó, họ nói là cần một số người kỹ sư. Dạ. Yeah. Hoặc là những người mà vẽ kiểu, hoặc là những người mà kiểm soát. Dạ. Yeah. Biết nói tiếng Hoa. Vâng. Thì tôi không nói gì cả. Vâng. Không, chúng ta sẽ không bàn cái tin này. Vâng. Nhưng mà tại vì nó là 300 nhân công lao động. Lao vâng. động là cái nghề mà không cần không cần phải không dạ không cần đó. Mà không chỉ, cần phải nói biết tiếng. Không cần biết nói tiếng mà chỉ cần biết làm công việc mà thôi, tức là những người làm lao động tay chân. Vâng. Vậy mà cái sở Thương binh Lao động cũng phải mướn nhân viên Trung Cộng, tức là sao? Bị Trung Cộng vỗ đau. Dạ vâng, dạ đúng là như thế. Chúng ta còn nhớ là cách đây trong vài năm trước đã có một cái bản tin ngay tại Hà Tĩnh rằng là đã tuyển được 10.000 lao động từ Trung Cộng qua với lý do rằng là công nhân lao động của Việt Nam không có khả năng và không có tay nghề như họ đáp ứng. Thì cái câu hỏi đặt ra là chúng ta thấy rằng là hiện tại chẳng hạn như bây giờ báo trong lúc á, thì lao động, công nhân lao động trong nước thì không sử dụng. Thì báo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết là mới đây Cộng sản Việt Nam bàn với Thái Lan làm sao để xuất cảng lao động, hợp tác lao động của người lao động Việt Nam qua bên Thái Lan để làm việc. Trong khi lao động Việt ngay tại Việt Nam, công nhân Việt Nam thì đem xuất cảng ra nước ngoài. Còn ngay tại địa phương thì đem lao động từ Trung Cộng vào trong nước để làm việc. Nó đưa đến một cái sự nghịch lý rất là vô lý ở dưới chế độ Cộng sản. Và chúng ta nhìn thấy trong cái bản một cái hình kế tiếp, thưa quý khán giả. Đây là cái hình xuất khẩu lao động của Việt Nam vào năm 2014 do Sở Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phía bên Cộng sản Việt Nam. Nếu anh thấy đó, thì đây là những cái quốc gia, Đài Loan là nơi có công nhân lao động theo báo, theo cái sở thương binh này cho biết. Đây là thống kê của phía bên Cộng sản nha. Chúng ta cứ giả dụ như cái thống kê là nó đúng và chính xác đi. Thì ở Đài Loan là cái số công nhân lao động làm việc nhiều nhất. Và nếu tính con số nam và nữ thì họ ghi rất rõ ở dưới đó là thí dụ như năm 2014 thì có 106.000 công nhân đã đi ra nước ngoài để lao động. Nhưng bản tin kế tiếp, chúng ta thấy ví dụ 106.000 công nhân lao động đi ra nước ngoài. Nhưng mà bản tin kế tiếp thì có nhiều, thì ở phía bên Đài Loan đó, thì họ cho biết là ngay trong năm 2014 đó, thì Đài Loan đã mướn hơn 50% công nhân lao động của người Việt Nam. Mà trong đó, đó họ cho biết là đã hơn 60.000 người Việt Nam đã đến làm việc tại Đài Loan. Cho nên con số rất lớn. Con số rất lớn, nhưng nếu chúng ta so sánh lại với con số mà chính thức mà phía bên Cộng sản Việt Nam đưa ra đó, thì nó rõ ràng là nó có cái sự khập khiễng không đúng giữa con số. Bởi đâu phải chỉ Đài Loan là quốc gia duy nhất mà nhận công nhân Việt Nam. Công nhân Việt Nam còn đi qua bên Nhật Bản, qua Nam Hàn, qua Kuwait, qua Iraq, rồi qua cả Nga, và đi gần như là đi khắp nơi trên thế giới để lao động. Thì câu hỏi đặt ra là con số chính thức là bao nhiêu chúng ta không biết. Nhưng mà cái quan trọng nhất ở đây đó, nó cái vấn đề ở đây Cộng sản Việt Nam á, nó đưa đến một tình trạng lý giải tại sao có sự kiện này, là Cộng sản Việt Nam nhất là không tạo nổi công ăn việc làm cho công nhân lao động tại Việt Nam. Về thứ hai, cho nên họ không dám để cái lực lượng lao động bị thất nghiệp quá quá đông tại Việt Nam, họ phải xuất cảng ra nước ngoài để đẩy cái mũi dùi
phản đối. Anh phải nhớ là cái thống kê của họ là chỉ có 1% là tỷ lệ thất nghiệp. Dạ vâng, 1% tỷ lệ thất nghiệp. Cho nên họ phải đi ra ngoài. Thứ hai là họ sợ là nếu càng để cái tỷ lệ lao động thất nghiệp quá cao sẽ đến cái sự bất ổn của xã hội. Như phía bên Trung Cộng họ lo lắng. Và thứ hai, thứ ba đó là Cộng sản Việt Nam cần ngoại tệ, cái nhu cầu ngoại tệ rất lớn để trả nợ cho những cái vay mượn của họ từ bên nước ngoài. Nhưng mà cái nghịch lý và cái mà gọi là từ thắng dùng danh từ là cái mà bóc lột nhất của phía Cộng sản đó đối với người dân lao động Việt Nam là cái này nó là chính sách. Nó là một chính sách. Nhiều người cho rằng là chúng ta khi mà nói đến Cộng sản Việt Nam, nói vấn đề lao động thì có vẻ hơi khắt khe với họ trong cái việc mà đưa công chức lao động ra nước ngoài, bắt họ làm việc, rồi lấy ngoại tệ ra về để cho Cộng sản Việt Nam sử dụng trong vấn đề trả nợ. Những quốc gia khác, Phi Luật Tân cũng có người đi lao động nước ngoài gửi tiền về, Mỹ Tây Cơ cũng có, Ấn Độ cũng có. Nhưng mà những cái những quốc gia này nó không phải là chính sách, mà nó là những cái tổ chức tư nhân đứng ra làm việc, chẳng hạn như Infosys ở bên Ấn Độ. Họ xuất cảng kỹ sư của họ đi khắp nơi trên thế giới mà đi làm. Nhưng mà cái những cái nước như, chẳng hạn như tôi nói là Phi Luật Tân ha. Yeah. Họ có một số người họ qua những cái nước khác họ lao động đó. Vâng. Chẳng hạn như là y tá, cái ngành nghề rất cao. Rất cao, lương rất cao. Và đồng thời như Ấn Độ thì họ sản xuất kỹ sư ra cái lương cũng rất cao. Vâng. Họ ra khỏi nước. Yeah. Tức là thành phần chất xám họ đi ra ngoài, yeah, họ lao động bằng chất xám. Vâng. Y tá là những người tay nghề rất cao. Vâng. Mà những cái loại tay nghề rất cao thường thường được luật lao động bảo vệ, những cái nước mà họ nhận những người đó vô đó, yeah, cái luật bảo vệ những người đó rất cao, phần vâng, đông là các nước văn minh. Yeah. Trong khi Cộng sản Việt Nam khi họ gửi những cái người công nhân lao động đi đó, họ không hề có một chính sách nào mà để bảo vệ cái quyền lợi, yeah, vâng, của người nhân viên lao động đó. Yeah. Cái chính là họ gửi ra, cái chuyện gửi ra tôi nghĩ là không sao. Vâng. Anh có việc anh gửi nhân viên ra, anh gửi nước ngoài ra, anh gửi người trong nước anh ra lao động, chuyện tốt thôi. Vâng. Nhưng mà ít nhất đó, anh phải đứng một cái thế đứng chính phủ là anh phải bảo vệ cái quyền của người công nhân của anh. Yeah. Chúng ta đã thấy có nhiều trường hợp lắm rồi. Yeah. Công nhân bị đàn áp. Vâng. Những cái tổ chức họ phải can thiệp của người nước ngoài, nhất là của người Việt nước ngoài. Yeah. Đã phải can thiệp vào từ bên Đài Loan qua tới bên Mã Lai cho những tình trạng mà bất gọi là nữa. Yeah. Của người nhân công. Yeah. Mà bị đàn áp và bị coi như là bị cưỡng bách lao động một cách thậm tệ. Vâng. Nhưng mà chính phủ Cộng sản Việt Nam thì không hề có một cái tiếng nói nào, cũng như không hề bảo vệ những người nhân công này. Dạ vâng. Đó là chính sách họ đưa ra đó, nhưng dạ, họ không biết bảo vệ nhân dạ công vâng của họ. Cái ngoài chỗ đó là chỗ bất công, Tường Thắng. Đó bất công. Với thứ hai đó, như Tường Thắng trình bày, nó là một chính sách của một chính quyền rồi. Còn những cái chẳng hạn như bên Ấn Độ, chẳng hạn như công ty Infosys như anh vừa trình bày về cái việc mà đưa chất xám ra ngoài đó. Infosys là một công ty tư nhân, nó không phải là chính sách của chính phủ Ấn Độ mà đẩy người ra ngoài để kiếm ngoại tệ cho chính quyền. Hai cái nó khác nhau ở chỗ đó. Cái mà bóc lột nhiều nhất trong trường hợp này là Cộng sản Việt Nam đó, cái việc bóc lột công nhân và việc bỏ rơi công nhân nó được đưa lên hàng chính sách. Cái đó là cái vấn đề. Nó nói là cái sự gọi là bất, nghĩa là không có khả năng và coi như là mất luôn cái khả năng định hướng xây dựng kinh tế. Và những người nhân công này khi họ đi lao động, họ chính phủ Cộng sản Việt Nam đã làm ngơ cho các cán bộ ở trong đó. Yeah. Bắt người công nhân là ký vào những hợp đồng, nếu mà đi trở về chịu không nổi tình trạng như vậy là sẽ mất nhà mất đất và bị phạt nữa. Cho nên cái vấn đề chúng ta mới thấy là báo rằng là cái cuộc cách mạng do công nhân làm chủ trong cái cuộc cách mạng vô sản, và người công nhân luôn luôn là người lãnh đạo. Nhưng mà rõ ràng Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tự cho mình là đảng lãnh đạo của phía công nhân, nhưng mà bây giờ rõ ràng nó lòi ra một việc là đảng luôn luôn là kẻ bóc lột của người công nhân, chứ không phải là người bảo vệ đi quyền lợi công nhân trong tất cả các tiến trình mà chúng ta thấy toàn cầu hóa, và chúng ta sẽ thấy tiếp tục rằng là tình trạng công nhân bị bóc lột như thế nào qua cái câu chuyện của chị Đỗ Thị Minh Hạnh. Từ nắng sinh mới đây, cách đây khoảng chừng tuần rồi, thì chị Đỗ Thị Minh Hạnh là một đại diện của lao động Việt trong lúc làm việc với lại công nhân của tỉnh Đồng Nai bị sa thải vì một sự hỏa hoạn tại công ty, và chị đã bị công an chìm bắt và đánh, và chúng ta thấy là chị đã bị sưng mặt và đã phải vào nhà thương. Thì cái lý do tại sao mà chúng ta thấy là Cộng sản Việt Nam đã ký trở thành thành viên của TPP, ở trong đó có một cái điều khoản là Cộng sản Việt Nam phải chấp nhận có sự thành lập của công đoàn độc lập, mà tại sao bây giờ một người mà như là chị Đỗ Thị Minh Hạnh của Lao động Việt đi vận động, không, chị chưa có vận động vấn đề công đoàn độc lập nhá, chị chỉ mới đến để giúp đỡ những người công nhân hiểu về luật, khi bị sa thải thì phải đòi những quyền lợi nào, thì chị đã bị hành hung và tấn công như thế. Thì câu hỏi đặt ra là cái việc mà đánh chị, tấn công chị Đỗ Thị Minh Hạnh, nó đưa ra một cái thông điệp rất là rõ,
là cái phe mà muốn đi về phía bên Tây Phương và ký vào TPP đó thì bị phe cầm quyền, cái phe một phe khác trong chính quyền cộng sản Việt Nam chống đối lại và đã đánh đập cái người phụ nữ chị Đỗ Thị Minh Hạnh. Bằng cớ là bài báo chúng ta thấy ở bên Vietnamnet nó có đăng là tranh luận nảy lửa về luật biểu tình. Ở trong đây đó thì ông Hoàng Hữu Phước là một đại biểu của thành phố Hồ Chí Minh, tức là Sài Gòn cũ chúng ta, thì gây chú ý với câu thế này: đề nghị Quốc hội loại bỏ luật lập hội và luật biểu tình khỏi danh sách dự án luật. Lý do đầu tiên ông Phước nêu là ở Việt Nam đã có Mặt trận Tổ quốc. Nếu luật lập hội là để tạo nên các đối thủ bên ngoài hệ thống mặt trận, ngoài hệ thống thì mặt trận sẽ bị vô hiệu hóa, tiến đến xóa sổ mặt trận. Vậy luật lập hội có cần hay không? Cái câu đầu ông đưa ra là ông đã chấp nhận đó nha, là cái mặt trận đó là cái mặt trận là vô tích sự. Vâng. Tại vì khi mà có hội khác là cái này bị xóa ngay. Anh này anh nói ra, anh nói là có vẻ như là anh để anh cãi. Vâng. Nhưng mà khi họ đưa cái câu này ra đó, mình thấy rõ ràng anh Phước này đó là anh dốt ngay lập tức. Vâng. Mặt trận là nếu mà tự nhiên anh nói có tổ chức khác ra là mặt trận bị vô hiệu hóa, tức là cái mặt trận không làm được gì cả. Dạ, vâng. Mới bị vô hiệu hóa. Dạ. Nói chưa nói từng thắng đã thấy lòi cái dốt ra. Vâng. Về cái chuyện này rồi. Vâng. Nhưng mà như anh Phước này, anh đại diện cho một cái khuynh hướng bên trong đảng là chống đối lại cái việc mà thành lập các dốt, lập hội. Chúng tôi dốt, nhưng mà chúng tôi vẫn muốn cầm quyền. Người khác á, thông minh hơn tôi để ra, tại vì khi ra đó là tổ chức dốt chúng tôi sẽ bị xóa sổ ngay. Ý anh nói là như vậy. Đúng là như vậy. Vâng, trước khi trở lại phần bình luận tin tức, luật sư Đỗ Phương Thắng xin mời quý nhà theo dõi phần thông tin nước ngoài của đài truyền hình SBTN. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát.